Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng gửi lời chúc mừng cho ai đây ạ? Mong là các bạn chúng ta đừng rời mắt khỏi màn hình ngay lúc này nha. Minh Ngọc xin được gửi lời chúc mừng đầu tiên đến bạn Lê Quang Huy với mã code là 935064 với số điện thoại là XXXX. Chúc mừng Huy nha, và mong là những người bạn tiếp theo của chúng ta sẽ cùng theo dõi trên màn hình ngay lúc này, bởi vì cơ hội nhận thưởng của chúng ta sẽ rất may mắn. Xin được chúc mừng bạn Chu Thị Nhi với số điện thoại cuối là 6108 và mã code của bạn là 638171. Buổi tối ngày hôm nay quả thật là rất may mắn luôn, đúng không nào? Gửi lời chúc mừng đến bạn Nguyễn Hiếu Hạnh, 392811 là mã code của bạn và số điện thoại cuối của mình là 4108. Chúc mừng bạn Hạnh nha. Rất may mắn luôn bạn Hiếu Hạnh nè, bạn Quang Huy. Rồi tiếp theo là bạn Hoàng Thị Hồng hoặc là Hoàng Thị Hồng, chắc Hồng chứ không phải Hồng đâu ha. Số điện thoại là 6215 và mã code là 999171. Chúc mừng bạn nha. Trong lần ra mắt ngày hôm nay của Ngọc với Tiki thì Ngọc cảm thấy rất là vui khi mà được đồng hành cùng với những giải thưởng dành cho... Tiếp theo đó là ai ạ? Bạn Huỳnh Thị Hiếu với số điện thoại đuôi là XXXX, mã dự thưởng 524375. Hãy xem rằng là mình có trúng hay không nha. Yên tâm đi, có nhiều bạn đã nói là Eric đúng không ạ? Bạn Nguyễn Bảo Huy, số điện thoại là 4926, mã code là 128335. Chúc mừng bạn Huy. Rồi, tiếp theo là bạn Lưu.